Nấu cả mâm cỗ siêu hấp dẫn mà không cần dùng tới dầu mỡ, không gây hại cho sức khỏe, giảm tới 80% lượng mỡ thừa trong thực phẩm chiên rán nhưng vẫn giữ được hương vị đậm đà của món ăn. Không cần nấu ăn cao siêu, với nồi chiên không dầu cao cấp Lotte, bạn hoàn toàn có thể thỏa sức sáng tạo món ăn chỉ trong tích tắc với các món như nướng vàng một con gà, ba chỉ chiên giòn bì, làm pizza, tôm nướng, khâu nướng, khoai tây chiên và hàng loạt món ăn chiên nướng khác trong bữa cơm gia đình của bạn. Sản xuất chính hãng tại xứ sở Kimchi, Hàn Quốc, nồi chiên không dầu Lotte được mệnh danh là chiếc nồi quốc dân, xuất hiện trong mọi căn bếp của gia đình. Với dung tích cỡ lớn 5,5 lít, lòng nồi sâu, thoải mái nướng cả một con gà 2 cân, các chị em có thể thỏa sức nấu các món ăn chiêu đãi người thân và bạn bè. Thiết kế tinh tế sang trọng, thân vỏ được chế tác từ inox cao cấp sáng bóng, cách nhiệt, chống ăn mòn. Nồi chiên không dầu thế hệ mới cao cấp được trang bị công nghệ Air Fryer tản nhiệt đa chiều 360, có chức năng luân chuyển nhiệt lượng trên bề mặt toàn bộ thực phẩm.